Các baby đăng ký kênh đi, chờ đếch gì nữa. Anh Long ơi, anh còn nhớ nếu trời mưa thì mẹ bảo anh làm gì không? Chả làm gì cả, ngồi chơi. Vậy thì để em kể cho anh thông qua bài hát này nha. Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát. Và khi cơn mưa như nặng hạt, lại có bóng nước chưa tan. Mẹ bảo anh, mày kéo quần áo chưa? Các người biết gì không? Nếu hồi nhỏ buổi tối chúng tôi mong nhất là mất điện, thì buổi sáng, điều mà chúng tôi mong nhất lại là mưa. Đặc biệt là mưa rào vào mùa hè. Mặc dù nếu mưa rào mà nhà nào có mái tôn như nhà tôi, thì khả năng nói chuyện coi như là bằng không luôn. Nhưng nó cũng chính là thời điểm thích hợp để chửi đứa mình ghét. Ăn cứ đâu? Có, thích ăn mất lắm. Tí tao lấy cất cho nha. Ok, nhưng đã để Tết đâu mà có mứt. Chắc là các người cũng biết câu chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vừa thì thôi. Cho nên ngày đó, cứ mỗi khi trời chuẩn bị mưa rào to là sẽ có cực kỳ nhiều chuồn chuồn. Tôi cùng mấy đứa bạn sẽ thi nhau lao vào bắt. Ngày đấy, bọn tôi chia ra làm 3 loại chuồn chuồn. Chuồn chuồn thường, chuồn chuồn kim và chuồn chuồn ớt. Tất nhiên độ khó sẽ tăng dần lần lượt theo thứ tự. Thằng nào mà hồi đấy bắt được con chuồn chuồn ớt này thì phải gọi là lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thằng Tùng có bật mí cho tôi một bí quyết. Để bắt được chuồn chuồn ấy thì mày phải thôi miên nó. Đứng từ xa như thế này này, xong rồi di chuyển dần dần lại. Tay phải hơi ngoáy ngoáy này, để cho nó bị thôi miên ấy. Xong rồi chụp phát. Xong. Tôi không hiểu vì sao ngoáy ngoáy như thế này thì lại giúp thôi miên chuồn chuồn, nhưng mà nó thì lại bắt được cực kỳ nhiều chuồn chuồn. Đơn giản nhẹ nhàng cực kỳ. Còn khi tôi ứng dụng kiến thức của nó vào để bắt chuồn chuồn thì... Mày di chuyển nhanh quá, chưa thôi miên được nó. Nhìn tao này. Đấy, mày di chuyển từ từ thôi, làm lại cho xem nào. Đúng rồi đấy, từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ bắt được một con chuồn chuồn nào cả. Lý thuyết và thực hành thực sự khác nhau vãi chưởng. Có một thứ hồi đó khi mưa tôi rất là sợ, đó chính là sấm. Tôi biết là chớp nguy hiểm hơn, vì sấm chỉ là tiếng nổ khi chớp xuất hiện mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao hồi đó, tôi cực kỳ sợ và dễ giật mình với tiếng sấm. Nên tôi đã tự đúc rút cho mình quy tắc 3 giây, thấy có chớp là 3 giây sau có sấm. Chuẩn bị sẵn tinh thần nghe sấm để không bị giật mình. Chớp à? 1, 2, 3. Khi học tiểu học, tôi lại càng thích mưa hoặc là sân bị ướt do mưa hơn, vì tôi sẽ được tận hưởng một cách cực kỳ trọn vẹn 30 phút giờ ra chơi ngắn ngủi mà không phải tập bài thể dục dưỡng sinh tận 10 phút giữa giờ. Ngày đấy trời mưa to nên giữa giờ hầu hết tất cả ngồi ở trong lớp chơi mấy thứ ngớ ngẩn cùng nhau, cùng lắm thì mấy đứa tật dị dị thì lại ra ngoài hiên ngắm mưa. Cứ mưa là chúng tôi lại nghĩ ra đủ các thể loại trò để chơi ở trong lớp. Các người có nhớ 5 đứa trong tập tinh hoa đồ ăn bẩn đúng không? Chúng tôi là ngồi cạnh nhau ở tổ 1 và luôn là người tạo ra một cái trend gì đấy ở trong lớp. Thằng Phốc nó bảo là chị nó mới dạy cho gặp móng vuốt rồng, nên là nhóm chúng tôi mỗi đứa ngồi gặp phun 10 ngón, siêu ngầu như táo tàu, làm cho đứa nào trong lớp cũng thấy suýt xoa. Đây, các người nhìn tư thế tay này xem nào có giống tay ai không? Những giây cuối cùng để đoán này. Hết giờ. Sacred Sushi Gaureto Golanoas Gaumielo. Ôi buồn đái quá, thôi đi tổ. Ôi buồn cười nữa, cả lũ giờ. Cả lớp tôi hầu như đứa nào cũng thấy bọn tôi ngầu và đỉnh cấp. Chỉ có nhóm con Thảo kia là chuyên đối đầu với cả nói xấu bọn tôi. Nên nếu bọn tôi không cho bọn nó biết sức mạnh thì bọn nó không nể. Và những phát súng đầu tiên đã nổ ra. Mày dám nói xấu được không? Dám. Mày dám nói xấu được không? Dám. Mày dám nói xấu được không? Không không không, không dám. Quá muộn rồi con chó. Và rồi trận combat giữa team tôi và team con Thảo nổ ra. Vũ khí hồi đó chúng tôi sử dụng đó chính là súng chùn giấy, một trong những loại vũ khí đáng sợ và mang sát thương mạnh nhất thời đấy. Mỗi một chiến binh sẽ phải chuẩn bị một bằng đạn, đó chính là quyền vở nháp. Có hai cách nạp đạn, phải tự gập đạn hoặc là nhặt đạn của kẻ thù. Nguyên lý hoạt động của nó là nhét dây chùn vào hai đầu ngón tay, giăng dây chùn cùng với đạn giấy. Và bí quyết là đạn cuốn càng dày thì bắn càng mạnh. Và kinh nghiệm của bọn tôi là xé đạn theo dọc ô ly của quyển vở ấy. Và mấy đứa trong lớp có một luật ngầm là tuyệt đối không được bắn vào mặt, chỉ được bắn vào chân với tay. Và khi trận chiến nổ ra, tôi bắt đầu nghe được rất nhiều tiếng chó sói kêu. Và kèm theo là bài hát Animal của Maroon 5. Just like animal, animal like animal. Just like animal, yeah. Animal like animal. Bắn sấm sét.
Bắn nhau thì bất phân thắng bại, chả có team nào thắng, team nào thua cả. Và khi hết giờ ra chơi, cô giáo vào lớp và thấy cái lớp như một bãi rác đầy đạn giấy. Mà trời lại mưa, dép của mấy đứa dẫm vào đạn giấy nát bé bét ra lớp, nhìn rất tởm. Những anh nào làm chuyện này? Cả lớp tôi ngồi im phăng phắc, không ai nói câu gì. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, cô đã tung ra những câu thao túng tâm lý hết sức là điệp viên. Tôi là tôi biết hết ai làm rồi ấy nhá. Giờ tôi cần tính tự giác. Ai tự giác thì sẽ được trông trước. Hả? Có lẽ tao nên khai hết mày ạ. Không, mày đừng khai. Đừng nhìn vào mắt cô, không ai biết đâu. Khai ra được tha tội đấy mày ạ. Không, cô lừa đấy. Không, cô nói thật đấy. Thế à, em với cả Phốc Tùng tít chip với cả nhóm con Thảo cô ạ. Thằng chó đẻ, mày bán rẻ bọn bố mày. Vậy thì 10 anh chị này chia nhau ra trực nhật hết tuần sau cho tôi. Em thú tội rồi thì được tha đúng không ạ? Riêng anh đầu têu nên về viết bản tương trình cho tôi. Mẹ, tôi tự giác mà đếch khác gì cả. Xong rồi cô giáo tôi cũng cấm luôn chơi trò đó vì nó vừa rác lớp mà lại nguy hiểm. Các ông lưu ý đừng có mà bắt trước, cẩn thận không lại viết bản kiểm điểm á. Ngày xưa mưa thì vui thật, nhưng thật ra giờ lớn hơn, mỗi lần mưa là tao lại cảm thấy cô đơn trống rỗng và chả biết tìm ai để trò chuyện cả. Cái này thì tao có thể biết cách giải quyết đấy. Một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất từng được khám phá với sự kết hợp hoàn hảo giữa 60% sự đáng yêu và 40% sự cù tê. Ấy từ từ, nói chung đó chính là Lita. Là một nơi giúp con người dễ dàng giao lưu, thuê các cao thủ, tuyến thủ chuyên nghiệp, chơi chung, reo rành trong rất nhiều các tựa game, kéo danh vù vù với tốc độ đáng kinh ngạc. Làm nơi trò chuyện tâm sự tấu hài cùng các bạn nữ đẹp gái và những bạn nam xinh trai, giải tỏa si chết một cách mạnh mẽ đến mức kinh ngạc. Trong app Lita còn có các phòng thoại để giao lưu trò chuyện, tâm sự ca hát vui vẻ cả ngày. Thôi, ngồi trật tự tôi hát tặng một bài này. Trái đất này là của bố mày, quả bông xanh bay dưới núi canh, bồ câu bay bố cho vào nấu cháo, hải âu bay bố cho vào nấu sao. Hát hay thế. Và nếu như bạn lỡ có cảm nắng một ai đó trong Lita thì còn có phần khoảnh khắc giống như mạng xã hội, có thể xem được ảnh và clip được chia sẻ hàng ngày. Lita, tìm bạn đồng hành. Tải ngay bằng đường link phía dưới phần mô tả nha. Hồi học tiểu học, mỗi khi tôi quá chán với việc cứ được mẹ đón đi học về trên duy nhất một đoạn đường, thì đến hôm trời mưa, một bản đồ thế giới mới sẽ được mở ra ngay khi tôi đang ngồi ở đằng sau chùm áo mưa. Ngày đó tôi mê đồ chơi kinh khủng, nên là tôi sẽ ngồi trong áo mưa và đoán mò xem là khi nào sẽ đi qua hàng đồ chơi. Đi được 5 phút, vì có 3 ổ gà, cua một lần, kẹp vào một bãi cứt. Chắc chắn là đi đến nhà bà Loan bán đồ chơi rồi này. Vén lên kiểm tra xem nào. Xuống xe máy đi, về đến nhà rồi thằng này. Các người có thấy là lúc nhỏ thì rất thích mưa, rất thích mất điện, nhưng khi lớn đi chả thích cái đấy nữa. Kỳ lạ thật. Đây là ảnh của tôi hồi cấp 1 này. Nhìn mặt buồn ỉa vãi chưởng. Thôi, video hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại ở video sau nhé. À, đừng quên là giảm giá 99% cho anh em nào tải Vita qua link dưới mô tả nha. Bye.